Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền hình Thanh Niên. Thưa quý vị và các bạn, đến hẹn 5 năm một lần, Liên hoan Chỉ huy đội giỏi toàn quốc lại được tổ chức. Năm 2018, Hội đồng đội Trung ương long trọng tổ chức lễ tuyên dương Chỉ huy đội giỏi toàn quốc lần thứ 3 tại thủ đô Hà Nội, trong không khí háo hức của đội ngũ cán bộ đội nói chung và chỉ huy đội các cấp nói riêng. Từ khắp mọi miền của Tổ quốc, 200 chỉ huy đội giỏi đã hội tụ về thủ đô Hà Nội cùng tham gia ngày hội Liên hoan Chỉ huy đội giỏi lần thứ 3 năm 2018. Các em chính là những bông hoa tươi thắm nhất, đại diện cho 300.000 chỉ huy đội và 8 triệu đội viên cả nước, giỏi nghiệp vụ, vững kỹ năng, xứng danh chỉ huy đội giỏi. Là gương mặt tiêu biểu đại diện cho tỉnh Hải Dương, em Trần Nguyễn Thiên Trang, học sinh lớp 8G, trường Trung học Phả Lại, thị xã Chí Linh, được nhắc đến không những học giỏi mà còn là một chỉ huy đội xuất sắc. Nhìn bảng thành tích học tập của Trang, có lẽ ai cũng phải nể phục. Một học sinh lớp 8 nhưng lại thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ và quan điểm của mình về vấn nạn xâm hại tình dục học đường với những dẫn chứng và lập luận rõ ràng. Phong thái tự tin khi trình bày những điều này giúp cho Trang đạt được giải cao trong cuộc thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh. Cùng với việc học, Trang còn tích cực tham gia vào các hoạt động do nhà trường, chi đội, liên đội tổ chức. Thường xuyên vận động, hướng dẫn và nhắc nhở các bạn đội viên tích cực tham gia đầy đủ các phong trào để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Trang được thầy cô và các bạn biết đến là một đội viên gương mẫu, nhiệt tình, đồng thời Trang cũng là người dễ gần, dễ mến và luôn hòa đồng cởi mở. Tới khi còn nhỏ, em đã rất thích tham gia các hoạt động xã hội. Thế nhưng khi đó em vẫn còn nhút nhát, thiếu tự tin, không dám nói chuyện trước đám đông. Thế nhưng từ khi được vào đội thì dưới sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các thầy cô, được tạo điều kiện để trau dồi thêm khả năng thuyết trình của mình, để tự tin hơn và phát triển các kỹ năng của mình để trở thành một lãnh đạo trẻ tương lai. Một gương mặt khác cũng rất xuất sắc đến từ tỉnh Đồng Tháp. Đó là em Lê Ngọc Xuân Trang, học sinh lớp 9A10, trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, thành phố Sa Đéc. Em Trang đã xuất sắc vượt qua 84 bông hoa trong vườn hoa chỉ huy đội, trở thành thủ khoa của hội thi chỉ huy đội giỏi tỉnh Đồng Tháp năm học 2017-2018. Về hoạt động đội thì thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi cho các bạn trong trường, cũng như là mình sẽ là một chỉ huy thì mình phải làm gương cho các bạn. Tuyên truyền về những cái phong trào do cô tổng phụ trách truyền đạt trong các buổi họp. Có thể nói, em Xuân Trang không chỉ là một cán bộ đội gương mẫu, nhiệt tình và đạt thành tích cao trong hoạt động đội, mà còn là tấm gương con ngoan, trò giỏi, xứng đáng là một trong những bông hoa tiêu biểu trong vườn hoa của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Tháp. Kế thừa và phát huy thành công của hai kỳ liên hoan lần trước, Liên hoan Chỉ huy đội giỏi toàn quốc lần này là kỳ có đông chỉ huy đội tham gia nhất. 200 em đến từ 63 trên 63 tỉnh thành. Nội dung liên hoan được đầu tư đổi mới, sáng tạo, không đặt nặng việc thi lý thuyết mà đẩy mạnh kỹ năng thực hành qua việc tổ chức các hoạt động tập thể, trò chơi lớn và xử lý các tình huống trong quá trình triển khai hoạt động đội trong trường học, vừa kết hợp kiến thức, kỹ năng, vừa chú trọng ưu tiên các trải nghiệm. Ngày hội có tên gọi Tự hào chỉ huy đội với chủ đề giỏi nghiệp vụ, vững kỹ năng, xứng danh chỉ huy đội giỏi đã mang đến cho các em những trải nghiệm thực tiễn, sôi nổi, hấp dẫn, cuốn hút, phát huy sự sáng tạo của các em. Em rất là ấn tượng với những kỹ năng Morse, Stem at 4 và giải mật thư của các thầy giáo và các anh chị phụ trách ở đây đã hướng dẫn. Bởi vì là nó bổ sung thêm những kiến thức về Morse, Stem at 4 và mật thư mà em vẫn còn rất là yếu. Con cảm thấy chơi quản trò cùng các bạn là rất là vui, tại vì các bạn đã được gắn kết lại với nhau. Và trong quá trình chơi thì các bạn vừa giúp đỡ nhau và vừa cùng quyết tâm để giành chiến thắng trong cuộc chơi. Thông qua các trò chơi này em đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm, tính đoàn kết ở trong một tập thể rất là quan trọng và sự tự tin và sự lãnh đạo và kết nối giữa các bạn cùng với chi đội khác nhau, nó sẽ tạo nên một tập thể đoàn kết và luôn sẽ từ những tập thể đoàn kết đó có thể vượt qua được bao nhiêu khó khăn. Có thể thấy, sân chơi liên hoan chỉ huy đội giỏi là dịp để cho các em chỉ huy đội được thể hiện bản lĩnh,
kiến thức, kỹ năng và năng lực tổ chức điều hành hoạt động của mình trong công tác đội, đồng thời rèn luyện kỹ năng cho các em trong giao tiếp ứng xử, hoạt động nhóm, góp phần nâng cao chất lượng đội viên, chỉ huy đội tại các liên đội. Trong 3 ngày diễn ra liên hoan, từ mùng 8 đến mùng 10 tháng 8 năm 2018, các em được đi thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám, vinh dự được gặp mặt Chủ tịch nước Trần Đại Quang, báo cáo với Chủ tịch nước những thành tích tiêu biểu nổi bật của mình, được nêu suy nghĩ, mong muốn, đề đạt nguyện vọng của mình với Chủ tịch nước, được nghe chia sẻ, tâm sự, động viên, sự quan tâm và niềm tin kỳ vọng của Chủ tịch nước với thế hệ trẻ nói chung và các đại biểu dự liên hoan lần này nói riêng. 3 ngày trọn vẹn, ý nghĩa, nhiều cảm xúc, có lẽ sẽ là những kỷ niệm không thể nào quên với mỗi đại biểu tham gia liên hoan. Trong không khí trang trọng của lễ tuyên dương vào tối ngày 10 tháng 8 tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, thủ đô Hà Nội, 200 chỉ huy đội xuất sắc đã làm nức lòng thiếu nhi cả nước với những bảng thành tích đáng ngưỡng mộ, xứng đáng là những tấm gương sáng cho thiếu niên cả nước noi theo. Phát biểu tại lễ tuyên dương, đồng chí Trương Thị Mai, trưởng ban dân vận trung ương, biểu dương những thành tích xuất sắc mà các chỉ huy đội đã đạt được trong thời gian qua. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng nhà nước, tôi một lần nữa biểu dương những kết quả trong học tập rèn luyện, đặc biệt là những thành tích xuất sắc của các em trong công tác đội và phong trào thiếu nhi. Các em yêu quý, đất nước phát triển đã gửi đến một tương lai rộng mở cho các em. Tương lai đó có sự góp phần xây dựng của các em. Tôi mong các em sẽ phát huy những điều tốt đẹp, biết tiếp trang sự truyền thống hào hùng của cha ông, học tập tốt hơn, rèn luyện chăm hơn, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy để xứng đáng với danh hiệu chỉ huy đội giỏi. Kết quả mà các em đạt được hôm nay không chỉ là niềm vui của bản thân mà còn là niềm tự hào của gia đình, của nhà trường, của tổ chức đoàn, hội và toàn xã hội, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang, tự hào của đội ta mà lớp lớp các thế hệ cán bộ đội, chỉ huy đội dày công vun đắp.